là một cái bịch bao ni lông. Ở trên này em ghi là tặng bé ăn giữa những buổi tập và làm việc mệt mỏi. Nay không mệt nữa vì có cookie siêu năng lượng của em dằn bụng dòi. Đây là cái bịch em chứa trong đó là những cái bánh em tự làm. Trời đất ơi, dạ. Làm bánh luôn. Dạ, để em coi. Sao nó yêu ai, nó chăm sóc dữ vậy trời. Ví dụ như này là một cái hộp diêm em. Em bỏ gì trong vậy? Dạ, ở trong này là hình ảnh nhảy. Hả? Dạ. Trời ơi, làm mà rất là nhỏ nha quý vị nha. Luật sư trời đó, ơi, luật sư Vinh chinh... bị đất. Đây nó có kèm tờ giấy. Trời ơi, thấy thương quá. Bồi thẩm đoàn ơi. Cho tôi lỏ mắt ra tôi giờ. Trời đất ơi, thấy thương quá em ơi. Viết từng cái mà nó nhỏ xíu như vậy nè. Trời đất ơi, cái hình thằng Đăng có chút ép à. Lỏ mắt ra giờ còn nè, thấy. Đây nè, có thơ nó đọc đi cưng. Để tôi cho bội thẩm đoàn coi nè, bội thẩm đoàn. Tiếng Anh. Gái người ta nè, làm And như vậy nè. Anytime you feel tired. Là mỗi lần anh mệt. This matchbox will do my job. Là cái hộp này sẽ làm công việc của em. Lighten you up. Là sẽ giật anh dậy. Cheer you baby, làm cho anh sáng phái. You're awesome, anh thật là tuyệt vời. Rớt nước mắt. Khi mà em quen anh Đăng, em mới biết là anh Đăng có rất là nhiều những cái quan điểm cũng như là cái thói quen rất là khác em. Và từ đó em bỏ luôn cái thói quen FaceTime. Em không FaceTime là để kiểm tra coi ảnh ở đâu, mà là em nhớ, em muốn nhìn thấy mặt. Có bao giờ bạn cho rằng cái việc gặp nhau thường xuyên làm cho nhau cảm thấy chán hơn trong tình yêu không? À, dạ đúng ạ. Đó có phải là lý do vì sao mà bạn không tìm ra cái gì để nói nhiều những lúc FaceTime không? Thật sự FaceTime thì em thấy nó cũng khá phí thời gian. Tôi tin chắc là khi Quang đang nói tới đây, một số quý vị khán giả xem đài ở nhà, đặc biệt là chị em phụ nữ sẽ cảm thấy rằng không chịu. Yêu nhau là phải gặp mặt chứ FaceTime chứ. Nhưng thưa quý vị, đôi khi hãy nghĩ lại đi. Ngày nào cũng FaceTime thì nói cái gì? Chính vì những cái thói quen không cần thiết này đôi khi tạo ra một chất xúc tác làm phai nhạt tình yêu. Tại sao em phải đi thông cảm cho ảnh? Thân chủ tôi gánh vác chuyện gia đình trên vai. Anh ta sớm trở thành một người lạnh lùng. Cái nghề vũ công, gặp 10 người là hết 9 người rưỡi sống nội tâm. Vũ công vì họ không nói được. Đặc thù của bộ môn là vậy. Tất cả tình cảm họ gửi gắm qua động tác, qua bài nhảy. Không một người nào là cái người dám thổ lộ, dám biểu đạt cảm xúc hết. Em không đồng ý với cái quan điểm như vậy. Cô có mệt mỏi lắm không khi anh ta là một người không lãng mạn? Đương nhiên là ở cái bản năng của con người thì mình mặc dù là trong thâm tâm mình không đòi hỏi, nhưng mà khi mà ở trong tình yêu thì cái sự nuôi dưỡng cảm xúc, chứ nếu mà thật sự em cứ cho đi mà em không nhận lại gì thì nó cũng khó. Em dần hạ thấp cái kỳ vọng của em xuống để em không tự làm khổ mình cũng như là không làm khổ ảnh. Cái sự phũ phàng của ảnh đôi khi nó lại làm cho em trưởng thành hơn. Em tập cái cách không sống dựa về mặt cảm xúc, tinh thần với cái người đàn ông của mình. Có hôm em qua nhà, ảnh nói ảnh cần không gian, tôi thấy là ảnh đi qua phòng làm việc thì em sẽ ở bên phòng của ảnh rồi ngồi tự chơi. Anh nói gì? Anh cần không gian riêng tư. Nói chung là có cái sự hiện diện của em mà không có liều lợi ích gì cho ảnh hết hả? Cho tôi hỏi là mỗi lần cô ấy qua nhà bạn, thường cô làm cái gì? Lúc đầu thấy hay bấm điện thoại, ngồi lên Facebook. Rồi sau đó thì đặt đàn, guitar, rồi đọc sách. Bạn có thấy là những chuyện đó là những chuyện cô ấy thích làm, hay là thật sự ra cô ấy phải kiếm cái gì đó làm trong lúc chờ bạn? Em thấy là cái mấy cái đó là những cái đam mê của Thái Trinh. Phải kiếm cái gì đó làm, nhưng mà mình kiếm được cái gì mình đam mê, mình thích đó, thì nó cũng chờ, nó cũng đỡ hơn. Vậy em hỏi anh Trấn Thành một câu, những cái điều mà em làm trong lúc em đợi ảnh em có thể làm ở nhà được không? Được. Vậy tại sao em phải qua ảnh làm? Ảnh không có lãng mạn cái kiểu em muốn. Ví dụ điển hình là leo lên xe ảnh, không bao giờ gạt cái chỗ gác chân cho em, mà trong khi cái yên xe của ảnh rất cao và em phải rất là vất vả leo lên. Thế là ảnh mới lấy ví dụ của mẹ ảnh ra. Nếu như là mẹ anh á, mẹ anh sẽ không có tỏ ra khó chịu bởi vì anh không làm. Nhưng mà những cái hành động ga lăng như vậy thì em nghĩ nó là
một trong những cái chất xúc tác là cho em cảm thấy là anh hấp dẫn hơn và cảm thấy được thỏa mãn hơn. Chúng ta lại đi vào lối mòn rồi. Có những người đàn ông họ khô khan tới mức độ họ không định nghĩa đó là ga lăng, và họ cũng không định nghĩa đó là lãng mạn. Đây là cái định nghĩa của mỗi một con người. Với cái định nghĩa của anh ta thì là cái chuyện đó là hỏng sao, còn với định nghĩa của Thái Trinh là vô tâm. Anh làm cho em rất là tổn thương. Em mới tự hỏi là tại sao mình lại yêu một cái người như vậy. Những cái lãng mạn mà Thái Trinh làm cho bạn có thật sự là những gì bạn thích thú hay không? Thật sự Trinh làm mấy cái đó cho em á, em thấy rất là thích. Cái cách mà Trinh làm cho em á rất là đặc biệt. Và em có cảm thấy là cô gái này cực kỳ thông minh và cực kỳ hiểu tâm lý của đàn ông. Đó là một trong những cái điều bạn thích ở Trinh đúng không? Dạ, nhưng mà thật sự nếu không có những cái đó em vẫn thương Trinh như thường. Em thương Trinh bởi vì cái con người của Trinh. Từ lúc đầu á em không thích. Em thật sự khi mà hai đứa bắt đầu tiên gặp nhau thì bản thân em không thích Trinh và Trinh cũng không thích em luôn. Bởi vì mặt hai đứa quá ngầu, nhìn rất là gợi đòn. Nhưng mà gợi đòn. Dạ, nhìn muốn quýnh anh. Thì bạn dùng từ rất đẹp, từ gợi đòn. Cái mặt nào mà nhìn vô muốn quýnh thì chúng ta gọi là gương mặt gợi đòn. Dạ. Hay. Tiếp. Dạ thì sau đó thì nói chuyện với nhau thì em thấy là Thái Trinh với em có nhiều cái điểm rất là giống nhau ở những cái sở thích. Trinh thật ra Trinh cũng hơi tính, cũng hơi man man á, thích mấy cái chuyện tranh là có nghĩa là cùng sở thích với bạn. Dạ dạ, thì mấy cái đó em rất là thích. Như vậy thì có nghĩa là hai bạn cùng chung với nhau nhiều sở thích nên yêu nhau, thương nhau vì con người. Dạ, và nói chuyện nhau lúc đầu cũng rất là hợp. Nói chung mình ít cãi nhau lắm, lúc đầu không có cãi nhau nhiều. Thì dĩ nhiên cái gì yêu nhau về sau nó mới lòi ra vấn đề chứ. Em nghĩ những cái gì á mà em làm với Trinh bây giờ là đúc kết tất cả những cái kinh nghiệm, những kinh nghiệm sống, những cái sự đau khổ, những cái sự trách móc của những người yêu trước, những cái thành quả, kết quả của họ, em tích lũy được và em đối xử với Trinh như bây giờ. Và em tin là Trinh cũng như vậy. Như những món quà mà Trinh làm với em thật sự em rất thích luôn, vô cùng yêu luôn á. Tất cả những cái món quà mà Trinh tặng cho em, ngay cả cái tờ giấy gói trái dâu em cũng không có giục đi, em để ra trong trong hộp. Tất cả những cái đó em đều giữ lại hết, cho nên em rất là trân trọng những cái đó. Đó giờ chưa, em nghĩ là em chưa bao giờ em làm với ai hết. Anh tỏ tình với cô Thái Trinh như thế nào? Em có nhớ một lần đầu tiên mà em nhắn tin, em nói là anh nhớ em á, thì lúc đó là em có thể hiện tình cảm. Rồi sau đó thì hai đứa, Trinh có hỏi em một câu là ủa giờ mình quen chưa vậy anh? Xong cái em lúc đó em mới nói là em nghĩ vậy là quen chưa, thì mình quen rồi. Nên em thấy là Trinh thì Trinh cần một cái gì đó rõ ràng. Thì em nói ok thôi, vậy mình chọn một cái ngày hôm nay là mình nói mình bắt đầu quen ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm đó em nhớ là ngày tụi em chọn là ngày 9 tháng 9. Anh, 9 tháng 9 sinh nhật em. Hả? Thì tụi em chọn là ngày 9 tháng 9. Anh, 9 tháng 9 sinh nhật em. Sinh nhật em. Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu? Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm? Hả? Ngày 5 tháng 9 anh. Ngày 5 tháng 9 ngày khai giảng. Em xin lỗi em lộn. Dạ. Trời ơi. Chia sẻ sâu sắc. Quan ngại. Cái mà tôi thích nhất ở Đăng đó là cái tư duy của một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông biết xây tổ ấm. Cái tôi thích ở Trinh là cái sự tỉ mỉ, lo từng ly từng tí một. Cái đó là tư chất của một người mẹ. Cái cảm nhận của tôi là bạn ấy yêu Đăng còn hơn là Đăng yêu bạn ấy cơ. Khi nghe cái hoàn cảnh của Trinh, trời, tôi thương vô cùng luôn. Bởi vì Trinh là một người cực kỳ khao khát tình cảm. Bạn ấy khao khát tình cảm đến mức mà bạn ấy phải cố tình tạo ra cái chuyện gọi là hoạt bát vui tươi rồi thế này thế nọ thế kia nói, hoặc là bị hơi bị nhanh á, để bạn ấy che giấu đi cái sự khao khát tình cảm của bạn. Đó là cảm nhận của tôi, không biết có đúng hay không. Nhưng mà với hoàn cảnh của bạn như vậy, sống một mình đơn độc tội lắm, em thương lắm, đúng không? Và sau cái phiên tòa này á, cực kỳ mong hai em sẽ gặp nhau ở một cái bùng binh, rồi hai em thẳng tiến Thủ Đức đi, nhà chị Thủ Đức rảnh tới chơi nha. Giới thiệu nhà luôn. Sao thì bản thân em thấy là
em là người có lỗi nhiều. Anh xin lỗi em. Sau thì anh không có hứa được 100% là anh sẽ thay đổi hết tất cả con người của anh, nhưng mà anh mong là mỗi ngày anh sẽ thay đổi từ từ, một chút một. Anh cũng mong là em cũng sẽ thay đổi như vậy, để cho hai đứa mình rồi không nói nữa. Mắt hạnh phúc mà. Nếu có lần sau tới phiên tòa tình yêu á thì tụi mình sẽ kiện nhau một cái lý do gì đó rất kiện là gì đó anh? Là nhảm. Đi làm giấy đăng ký chứ đâu đi kiện nữa. Bên này có dịch vụ làm giấy luôn hả? Huỳnh Minh Hưng là tên thật của ca sĩ nào? Đàm Minh Hưng. Huỳnh Minh Hưng. Huỳnh Minh Hưng hả? Đàm Minh Hưng. Chính xác. Dễ mà, có gì đâu khó mà. Xe gì có động cơ mà không chạy? Cái gì Đăng? Em làm gì Đăng? Em đâu làm gì đâu. Cua nữa, bây giờ mà cua. Xích lô. Xe xua. Xe. Xích lô. Anh đừng quấy rối em nữa. Quấy rối đi. Em biết. Cái gì? Không được nói, tôi trả lời không biết, phải trả lời. Cái gì đó? Xe hơi. Xe không. Cái gì không? Không, xin xe hơi. Cái gì không? Không, xin thì em trả lời đại mà. Rồi, đáp án là xe hư hoặc là xe nước mía. Đấy, trời ơi, đúng rồi, quên. Loài trái cây vô tình nhất thế giới là trái gì? Gì vậy? Sao đúng đại hoài vậy? Trái cây mà vô tình nhất thế giới. Đúng rồi. Chị chơi đi. Đúng rồi, thôi bên này. Chào các bạn. Đây rõ hơn nè. Em cứ thoải mái. Trả lời đại đi, đang ở vị trí gần hết giờ rồi. Trái cấm. Trái không chính xác. Đáp án là trái bơ. Không quan tâm. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Chú bé Pinocchio là thuộc nước nào? Nước Ý. Đúng. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Trong câu chuyện Romeo và Juliet, ai qua đời trước? Em đang chỉ cho bản thân mình mà. Juliet qua đời trước. Qua đời trước hả? Romeo qua đời trước. Không, chính xác. Juliet không qua đời trước. Đáp án là Romeo. Câu hỏi tiếp theo. Nét cười đen nhắn sau tay áo nói về phong tục gì? Nét cười đen nhắn sau tay áo là phong tục gì? Nét cười đen nhắn sau tay áo. Đúng rồi. Phong tục nhuộm răng. Chính xác. Lục địa nào đàn ông vất vả nhất? Lục địa nào là gì? Lục địa nào đàn ông vất vả nhất? Địa bà. Ai làm gì đâu bà. Lục địa cho... Em ơi trả lời đại đi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Đúng một câu thôi là trận gian. Không chính xác. Năm cực, châu năm cực. Ở đây vất vả nhất. Những cái câu mà nghiêm túc thì em trả lời được nha. Còn những cái câu... Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong khoảng thời gian nào thứ ba sẽ đến trước thứ hai? Thứ ba mà đến trước thứ hai. Trong khoảng thời gian nào thứ ba đến trước thứ hai? Dễ mà. Trong khoảng thời gian từ thứ tư cho đến chủ nhật. Từ thứ tư cho đến chủ nhật. Tại vì là thứ ba